Thưa quý vị, những ngày này, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng đã chủ trì tổ chức các đoàn liên ngành tiến hành kiểm tra rà soát tình hình hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn nhằm đảm bảo an ninh an toàn phòng chống dịch trong đón và phục vụ khách mùa cao điểm. Tính đến cuối tháng 4, trên địa bàn thành phố đã có 600 cơ sở lưu trú du lịch hoạt động trở lại với 27.200 phòng, chiếm 60% tổng số phòng. Với lượng khách đến thành phố tăng mạnh trong dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, Sở Du lịch thành phố đã tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành nhằm rà soát các điều kiện kinh doanh, phòng cháy chữa cháy, phương án phòng chống dịch, đảm bảo đúng các quy định trong đón và phục vụ khách để kịp thời chấn chỉnh. Qua quá trình kiểm tra là hầu hết các đơn vị là tuyển một lực lượng nhân sự đáp ứng cái việc mà mở cửa một số cái dịch vụ căn cứ trên cái lượng khách là lưu trú. Thứ hai nữa là về công tác phòng cháy chữa cháy thì qua 2 năm là tạm dừng hoạt động thì các đơn vị cũng chưa có những cái kiểm tra của cái cơ quan chức năng. Hiện các cơ sở lưu trú mở cửa trở lại đều phải tuân thủ phương án số 1408 của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc tổ chức trở lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới trên địa bàn thành phố. Theo khảo sát, hầu hết các cơ sở lưu trú đều đảm bảo quy trình về phòng chống dịch và nỗ lực khôi phục nguồn nhân lực nhằm đảm bảo phục vụ khách tốt nhất trong mùa cao điểm. Khách sạn đã và đang liên kết với rất nhiều tour tuyến nội địa để mà tăng thêm sự tiếp cận cho khách hàng. Về công tác phòng chống dịch thì chúng tôi luôn là áp dụng nguyên tắc của Bộ Y tế. Ban lãnh đạo cũng đã rất là chú trọng đào tạo cũng như là training về các cái quy trình, đặc biệt đó là lễ tân, buồng, nhà hàng, hội trường cũng như là cái setup lại tất cả các cái trang thiết bị để đón cái những cái lượt khách. Nhằm đảm bảo điểm đến an toàn trong mùa cao điểm du lịch 30 tháng 4 và 1 tháng 5, Sở Du lịch Đà Nẵng đề nghị các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, các khu điểm du lịch đảm bảo chất lượng dịch vụ, nghiêm túc thực hiện các quy định về đăng ký giá, niêm yết giá, tuyệt đối không tùy tiện tăng giá, găm dự phòng, gây sốt giá, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của ngành du lịch thành phố.